giảng của thầy thì trải qua nó rất là nhiều lần á các em, từ cái lúc mà các em gọi là gì ta, ôi xin lỗi, cái lúc mà các em còn 15, 16 nha, đúng rồi, thì thầy cũng luyện tập, cũng ghi trên cái YouTube ấy. Cái đầu tiên là thầy học cái cách tạo một cái video, tiếp theo là học cái cách mà điều tiết cái giọng nói để cho mà tất cả các bạn nghe nó đỡ bị chỏi và nó đỡ bị mất cảm tình hơn. Thì sau đó mới 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 ra được cái khóa này. Thầy nghĩ là sau bao nhiêu khóa tập huấn thì các em có thể nghe và hiểu được, thầy tự tin là như vậy. Đó, thì cũng hôm nay nó cũng hơi đuối đuối cái giọng một chút, bởi vì cuối tuần này, cuối tuần vừa rồi thầy có cái công việc, thầy đi ở ngoài Phan Thiết với về, thì ở ngoài đó bị dập nhiều quá cho nên là giờ phải ăn cháo hôm nay, cho nên cái giọng nó hơi yếu một tí nha. Thì trước tiên á các em, thầy sẽ cho các em làm quen một chút về cái két. Thì hôm bữa trước như thế này nè, thầy có một cái câu như thế này mà thầy nói các em, đặc biệt là các em năm nhất á, thầy đằng nào cũng học, ta học sớm tốt hơn. Không, nói thật với các em như vậy, nếu được người nào mà chỉ ngay từ đầu, từ những cái cách mà tụi em cầm phím, từ những cách mà tụi em cầm chuột ấy. Cái này là trải qua từ năm thầy học cho đến bây giờ á, là thầy mới rút ra kinh nghiệm. Thực sự ra thì cũng chưa có ai mà chỉ theo cách này đâu, nhưng mà bởi vì qua bao nhiêu khóa thì thầy đã rút kinh nghiệm và thầy đã thấy rằng tất cả các em nên như vậy, nên như vậy nhá. Thôi thì trước sau gì cũng học thì thôi, chúng ta học sớm tốt hơn. Thì riêng tất cả các em thì khi mà các em đụng vào cái chương trình nào đó thì cái rào cản đầu tiên là làm sao để kích thích các em học cái đã. Chứ nó không nói khó dễ đâu nha, tất cả các môn đều vậy. Viên một người giáo viên quan trọng là phải kích thích, phải tìm làm sao cho tụi em thích cái đã. Chứ còn đã không thích rồi thì xin lỗi, có cho tiền đi cũng lên cũng ngồi nhìn. Mấy câu lạc bộ có mấy anh tổ chức như thầy tổ chức ở trường á, các em lên mấy năm trước á, thì các bạn lên thầy còn mời đi uống nước, thầy mời đi uống cà phê để ngồi học nữa luôn á. Nhưng mà vẫn số ít người học thôi. Đấy, quan trọng là phải thích nhá. Thì đầu tiên là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về két. Hôm bữa trước cái buổi hôm trước thầy đã chỉ các em về cái đăng ký rồi nè. Cái phương pháp học. Rồi cái nữa là cái quy định và cái lớp học, cái nữa là tìm hiểu về phần mềm hỗ trợ khác cái AutoCAD. Thì thầy mới nói như thế này, hồi xưa thầy có làm một số cái lớp miễn phí như này, có một số cái ý kiến bảo rằng những cái gì miễn phí thì nó không có giá trị. Nhưng xin lỗi các em, nó không miễn phí đâu. Nó tốn rất là nhiều thời gian. Thầy phải duy trì từ năm 2017 tới nay thì các em biết rồi đó. Là may mà có cái dịch cho nên là anh em chúng ta mới online, còn nếu không thầy phải bỏ thời gian, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, thầy chạy lên trên trường thầy nói cùng với các bạn. Tuy nhiên như vậy thì nó lan tỏa khá là ít. Đấy, còn bây giờ là có cái công nghệ lên rồi, thầy đã có thể ngồi một chỗ mà thầy lan tỏa được rất nhiều, ít gì chúng ta có được 31 người ở từ khắp các nơi. Đấy, thì chúng ta cũng được tiếp cận được cái công nghệ. Đây là mục đích quan trọng nhất của giáo dục, là đưa kiến thức đến tất cả mọi người. Chính vì vậy mà thầy bỏ công sức ra thầy giới thiệu, thì các em nên đầu tư một cái nghiêm túc và chúng ta nên tập dượt để chúng ta học hành cho nó ok nha. Ở đây thì cái kênh YouTube thì thầy giới thiệu rồi, hôm bữa trước có một số bạn đã theo dõi rồi, thì thầy cũng giới thiệu thêm một cái nữa. Đây là cái cuốn sách của thầy cùng với một số thầy khác, trong đó thì thầy cũng có tham gia và đã viết viết từ năm 2012 là các em thấy không, thì xuất bản năm 2000, mặc dù két là két 2012 nhưng mà xuất bản năm 2013. Và đây là một cái cuốn sách nữa, đó là cái cuốn về lập tiến độ và quản lý dự án, nó trong nằm MS Work, nó luôn là MS Project. Project thì cái này thì năm cuối các em mới học về cái quản lý dự án. Thì thầy cũng kết hợp với thầy Lương Đức Long và số nữa thầy Trương Đình Nhật với Mai Xuân Việt ở Đại học Kiến trúc thành phố. Còn bên này thì các thầy cô đã bách khoa cũng như là các thầy cô ở trường mình thì cũng ra xuất bản được 2 cuốn. Thực sự thì bây giờ sau đó thì mới đi vào cái hướng là chỉ cho các em nhiều hơn và lên YouTube thì nhiều hơn, và cái nữa là hướng dẫn sử dụng chứ không ra cái này. Ra cái này nữa nó rất là mệt, mà mệt nhất là khi mà thầy đã ký hợp đồng rồi bắt thầy phải đi bán sách. Và bây giờ các em biết rằng để mà các em cầm một cuốn sách để coi thì xin lỗi chắc rất là ít.
Thầy nói thật, bản thân cũng như thế. Ngày xưa thì hay đọc báo, đọc sách, chứ bây giờ ảnh hưởng bởi điện thoại rồi tùm lum thứ hết. Và thì nó rút phải bớt cái thời gian và không có cái kiểu mà ngồi cầm đọc sách để đọc nữa. Thì chúng ta lên YouTube chúng ta coi là hết. Rồi, thì đây là hai cái cuốn và đây là cái kênh YouTube của thầy. Đó thì có khá là nhiều cái thông tin trên đó, các em có thể tìm hiểu xem. Cái này là lúc đầu thầy mới lập luôn. Cái ngày mà cái lớp này là lớp đầu tiên năm 2017 thầy dạy. Đó thì một số anh chị đó bây giờ cũng đi làm rồi, cũng khá là lâu rồi. Đó, sau đó thì bây giờ cũng lên được hơn 1.500 người người để sub, thì thầy cũng rất là mừng mà được cái sự hỗ trợ của các em như vậy. Số người ngoài Bắc cũng có, ở Nam cũng có, họ đều rất là duy trì và xem cái phương pháp của thầy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta xác định luôn một cái nhu cầu nha các em nha. Ấy quên, hồi nãy thầy quên mất là các em đã cài cái két vô máy chưa? Có ai chưa có không? Có ai cần hỗ trợ gì không? Ai cài rồi thì có thể comment cho thầy biết với. Để coi thử đi, chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta học hay chưa? Hay là các em cứ nghe xong rồi lại lại tiêu thầy nhá, em nhá. Ok. Ok rồi hả? Ai ai cài rồi thì mình ok một phát đi cho nó vui coi nào. Đấy, để cho mình vậy không sao đâu, chưa thì mình sẽ cài vào hôm nay, sau hôm nay thì các em nên cài để chúng ta luyện nhá. Chứ đừng có mà lơ lơ như vậy nữa, chúng ta cài đi. Cài vô đi rồi các em sẽ thấy được rằng nó sẽ hay như thế nào. Đấy, chúng ta vẽ được một cái, chúng ta làm được một cái tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc. Mà mình sẽ phấn đấu. Ok. Rồi. Thôi được rồi, sau hôm nay thì sẽ cài nha. Các bạn nào không biết cái trình kiến trúc ngày mai thầy dạy cho thì các em mang máy lên thầy chỉ cho cài cũng được, còn không thì chút nữa nhắn tin hỏi thầy chỉ cho nha. Em cài rồi mà vẽ không được thì vậy hôm nay mới học nè, chứ vẽ được có đâu mà đi học, đúng không Vĩ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ xác định này nha. Trong tất cả các cái trường hợp nhé, trong tất cả các thầy chúng ta học để biết. Ok, học để kiếm sống. Thầy xin lỗi nhé, tất cả các em ngành xây dựng học để sống. Tụi em sống bằng cái này nè. Bây giờ tuyển mà không biết kết thì sao tụi em đi làm? Ai mà tuyển, công ty nào mà tuyển? Trời đất ơi, cái cơ bản nhất của một thằng kỹ sư là phải biết kết nhá. Rồi, thì chúc nữa thầy hướng dẫn cho phát. Thầy em coi lại cái video em làm lại cho. Đó thì tụi em phải xác định là tụi em làm cái này để làm chi? Để mà sống, chứ không phải học để biết đâu nha. No, học để sống. Sống bằng cái nghề này nè, sống bằng cái món này nè. Ngày xưa nó có cái này là nhận cái job từ bên nước ngoài. Thực sự thầy cũng có một số người đi nước ngoài về và nói chuyện lại, thì bên đó thì tất cả những phần mềm họ đòi hỏi bản quyền khá là cao, cho nên cái việc đưa vào giáo dục hay là chúng ta tìm hiểu về các cái món mà để chúng ta học, tự học nó không có. Cho cái nữa là cái nguồn nhân công của Việt Nam mình nó rẻ, cho nên có một cái từ đó là gia công bản vẽ đó các em. Có nghĩa là người ta sẽ thảy cái bản vẽ 2D về ha, sau đó nó thảy cho mấy sinh viên Việt Nam, trong đó có thầy từ thời sinh viên đó, vẽ một cái tờ A4 vẽ như vậy chằng chịt hết lên thì nó đâu đó khoảng 16 17 nghìn đó, chắc nó nhận khoảng 20 nghìn đấy, 1 đô. Sau đó đổi qua tiền Việt xong rồi nó trả cho mình thì một cái tờ A4 như vậy mình vẽ được khoảng 16 17 nghìn, thì cái thời đó cũng đủ uống cà phê thuốc lá ví dụ như vậy, thì nó cũng khá là ổn. Rồi sau này mà năm cuối nữa thì đi một cái món đó là vẽ bản giấy phép xây dựng. Rồi, một cái bản vẽ mà nó chà bá nó đầy đủ hết để ra xin phép xây dựng là vẽ được khoảng 500 ngàn đó. Chúng ta kiếm sống bằng những nghề đấy, nhưng mà thực sự trải qua cái việc mà vẽ trực tiếp như vậy tụi em mới lên tay, chứ còn ngồi mà học nó nói chuyện như này, vẽ mấy bài tập của thầy cho thì dễ gì, nó rất là lâu. Nhưng mà không sao, phải kiên trì nhá. Rồi cái nữa, học phong trào, thấy bạn học thì học theo, cái này chắc không, thầy nghĩ trong lớp của thầy chắc không. Nếu ai mà học theo mà tới mức mà ngồi để nghe tới giờ này phải ngủ nghỉ, dắt người yêu đi chơi hoặc là tâm sự với bạn gái người yêu vậy, chứ còn chẳng ai ngồi để hết nhá. Cho nên thôi, các em lên được rồi là rất là tuyệt vời. Vậy thì cái quy trình như thế này nè các em. Đầu tiên là các em xác đăng ký tài khoản, xác minh tài khoản thì chỉ rồi, tải về từ trang chủ và sử dụng ha. Nếu như không làm được thì gửi email. Hôm bữa trước cũng có một số bạn thầy 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 gửi luôn rồi. Thì cái như thế này nè. Cái máy mà xịn thì từ 2020 trở lên. Còn cái máy cùi ở đây thầy định nghĩa là cái máy cũ.
Máy cũ thì chúng ta xài Cat 207 cũng được. Có điều là cái phiên bản nó không có cái giao diện nó không có đẹp thôi. Chính vì vậy mà thầy khuyên các em nên mua cái máy. Bữa trước thầy cứ gửi lên nhóm rồi đó, cái máy bây giờ nó đâu đó khoảng 20 triệu ấy. Thì tụi em xách theo, tụi em tiện dụng tụi em làm. Còn nếu như nhà cửa mà tụi em có rồi thì các em nên mua một cái máy bàn. Một cái máy bàn để tụi em để nhà thì em luyện. Đặc biệt là phải có hai cái màn hình thì tụi em mới luyện vẽ nó nhanh được. Chứ còn không thì rất là lâu nhá. Thế cho nên là trong phạm vi lớp học này thầy chấp tuốt từ 2007 cho đến 2025. Đấy. Cái thời mà thầy học nha, thầy học là 2004. Đó, phiên bản Cat 2004 á. Ừ, bây giờ nó hết rồi. Cho đến sau này cái bản ổn định nhất là 2007, rồi sau đó tới 2015 và bây giờ là 2025. 2025 nó ra mặt, nó ra được HP, HBIS gì tải được hết luôn. Để thầy chỉ cho tải. Bữa trước đã chữa gửi cái video rồi. Thì từ 2007 đến 2025 thầy chấp hết luôn. Thầy muốn cài cái gì cũng được. Thầy dạy được hết nha. Ngoài ra có cái tình thế thôi. Tình thế thì sau này bị thầy dí hoặc là áp lực lớp học, laptop nó hư, thì tụi em có thể sử dụng trực tiếp trên web, nhưng với điều kiện phải đăng ký cái tài khoản giống như thầy chỉ ha. Nhưng nó có một số phiên bản hạn chế trên này, chỉ xem thôi và sử dụng một vài cái lệnh cơ bản thôi, chứ chẳng có mà làm được. Cái nữa là sử dụng trên điện thoại các em, nhưng nó cực kỳ khó. Và cái nữa là nó không có các cái lệnh nhiều đâu, nó chỉ vài lệnh vẽ cơ bản chơi vui thôi, chủ yếu là để coi thôi. Chỉ được coi. Và cái nữa sử dụng phần mềm ZipLiuCat thì thầy đã nói sơ rồi, các em có thể coi nó và cài đặt ở trong cái YouTube của thầy có nha. Thế thì chúng ta coi và giải pháp tình thế được cái thì chúng ta mới xài hàng này, chứ làm gì có ai đâu có. Vừa rồi một cái cô giáo ở dạy cấp 3, cô cũng dạy môn công nghệ, cô hỏi chứ ủa thầy ơi, bây giờ làm sao để em vẽ được cái hình 3D mà bằng cái két trên điện thoại. Và nói cô ơi khó quá, cô hỏi khó quá, không vẽ được, no, không có được nha. Rồi. Vậy thì đấy là chúng ta sử dụng. Thì cái mục tiêu của khóa học này này các em, chúng ta không không như vậy mà chúng ta không có có mục tiêu. Đâu có phải có mục tiêu rõ ràng nhá. Thứ nhất là thầy sẽ chỉ các em về cái giao diện, cách vẽ cái thao tác cơ bản là hôm nay nè. Mỗi buổi tối chỉ lên với thầy tầm 30 đến 45 phút thôi. Thầy không có cần nhiều. Dạy từ nay tới Tết cũng được, không sao hết. Miễn là tụi em có học thì thầy sẽ dạy thôi. Chứ không phải là bao nhiêu buổi, no. Quan trọng là tụi em chịu học thì thầy sẽ dạy nha. Và cái nữa là chúng ta sẽ dựng hình. Từ các cái lệnh cơ bản đó các em phải học để em dựng hình. Cái tiếp theo đó là cái lệnh hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh là chúng ta sẽ sử dụng trong cái CAD. Chúng ta cắt cái nhóm này thầy chỉ cho. Ghi chú, kích thước và cái nữa chèn vật liệu và in ấn. In ấn là cực kỳ khó nha các em nha. Đây, chính vì vậy mà thầy muốn lan tỏa 1, 2, 3, 4, 5 cái mục tiêu này. Nắm vững được 5 mục tiêu này, ok, có việc làm luôn. Với điều kiện phải có bằng và cái nữa là tiếng Anh cơ bản. Hai, tiếng Anh cơ bản có nghĩa là cơ bản bây giờ là người em hiểu và các em đáp lại được. Chứ không phải tiếng Anh cơ bản là giới thiệu bình thường, what's your name rồi vô hỏi mấy câu sàm sàm đấy, không có. Người ta hỏi các em về mục tiêu, về công việc, các em có thể nói chuyện được. Bình thường người ta gọi là tiếng Anh cơ bản. Đúng không? Thế cho nên sắp tới cái tiếng Anh nó sẽ là một cái ngôn ngữ thứ hai thầy nói riết cho tụi em rồi. Nếu có điều kiện nên đi học đi, đừng có để già như thầy rồi bây giờ đi học lại nó rất là lâu, nó rất là mệt các em nha. Các em nên học tiếng Anh ngay từ bây giờ. Tiếng Anh cũng được, mà nói chung thì một cái thứ tiếng gì đó cũng được nha. Vậy thì ở đây thầy nói luôn, biết là một chuyện, hỏi biết AutoCAD không? Biết chứ. Sao không biết được? Biết ứng dụng CAD không? Biết chứ. Nhưng thành thạo không? Thành thạo nó lại khác. Không phải. Cái thằng biết CAD là cái thằng ứng dụng được CAD để vẽ đâu. No. Và cái thằng ứng dụng được CAD không phải lúc thằng nào nó cũng thành thạo hết nghe. Nó trải qua một cái quá trình mà cái luyện. Và cái nữa là thực sự ra thì bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền. Chứ còn bình thường bây giờ ba mẹ vẫn đang cho học, cho nên là chưa thấy được cái tầm quan trọng. Chưa thấy được cái tầm quan trọng đâu. Nhưng cứ từ từ đi làm rồi mình sẽ nghiệm lại là mình cần tới nó. Tất nhiên là khi mà mình đã có cơ bản rồi, bây giờ nghe thầy nói chuyện lại một chút thì mình nhớ không sao hết. Nhưng mà sau đó phải nhảy vô chúng ta làm thì nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi, ở đây thì lệnh cơ bản, ok, nắm. Phân tích và phương pháp để chúng ta dựng hình. Thì ta quăng ra cái bản vẽ về cái mặt bằng. Cái khó khăn nhất là theo thầy thấy nha, là thầy không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi mà thầy đã biết, thầy đặt cái bút vô rồi,
thì coi như là rất là nhanh. Áp dụng các lệnh cơ bản này này mình sẽ vẽ rất là nhanh. Đấy, chúng ta lệnh cơ bản phân tích và cái lệnh dựng hình, còn lại là do cái trí tuệ ở trong đạo Phật, nó gọi là cái tuệ căn cho các em để các em vẽ. Chúng ta phải luôn là nên rèn luyện nha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm nè, chúng ta sẽ làm nè, thầy sẽ show cho các em thấy cái giao diện của chương trình, và cái nữa là cái quy tắc khi tụi em học, và cái nữa là cái di chuyển trong két. Di chuyển trong két buổi đầu như thế này chỉ tầm một vài lệnh, và các em chỉ cần biết bao nhiêu đài thôi là coi như chúng ta thành công. Mỗi tối chúng ta nháp từ từ, như vậy thì tụi em sẽ thích hơn, các em sẽ thích hơn. Đây thầy sẽ mở cho các em coi cái két này, mình mở lên khác nha. Chú bụp, chúng ta nhấp đúp nó vào. Tới giờ này mà xin lỗi, còn ai chưa biết vẽ không? Còn ai chưa biết vẽ không? Như vậy, xin lỗi, còn ai chưa biết mở cái này lên không? Nó khó lắm á, lúc đầu cũng phải học á. Bây giờ mình sẽ mở nha. Các em thấy không? Tất cả các giao diện bây giờ, cái thời từ 2020 trở lên thì nó có phần như thế này. Tụi em mở lên nó sẽ lên như thế này nha, từ từ nha. Đây là cái mới của két. Các em nhìn nè, trên đây là những cái thanh mà mình chưa vỡ, mở ra bản vẽ mới thì nó chưa hiện đâu. Nhưng các em phải nhìn bên tay trái, đây là những cái dự án mà đang làm nhé. Cái dự án mà các em đang làm nó sẽ show lên này, nó gọi là recent. Đó thì có nghĩa là những cái mà em đang sử dụng. Không, đấy đúng không? Mình có hai giao diện. Giao diện thứ nhất là chúng ta sẽ coi cái dạng list, và chúng ta sẽ coi cái dạng nó show cái hình lên. Đó, khi mà mình cần mở nào mình nhấp vô lại, nó nhanh thôi. Rồi, cái đặc biệt nữa đây. Đây là cái phần nó đăng ký về cái tài khoản các em nhé. Hôm bữa trước thầy đã hướng dẫn rồi, mấy ông nào còn rắc thì không có đâu, xài bản rắc bản lậu thì không có đâu, nhưng mà công ty lớn thì nên xài bản license. Bản license, ok chưa? Thì nó sẽ có rất là nhiều thứ ở đây, nhưng mà quan trọng tụi em phải đăng nhập vào thì nó mới cho sử dụng. Đấy, tiếp tục, cái tab bên này nó hiện cái chữ OKET. OKET thì cái chữ mà các em viết cho nó chính xác như thế này nè, ngoài cái việc viết hoa đây này, cái chữ các em viết chính xác như thế này, AutoCAD. Auto là cái phần tự động, ok chưa? Rồi cái nữa, cái CAD này nó viết tắt của cái chữ là cái từ là Computer Aided Design, có nghĩa là thiết kế với sự trợ giúp của máy tính nha. Cho nên cái chữ CAD này mình sẽ viết hoa. Đấy, cái chữ CAD này mình sẽ viết hoa nó lên hết. Còn chữ Auto này viết thường cũng được, trừ cái trường hợp mà mình muốn viết hoa hết thì viết như này ha. Nó viết, nó gộp của hai chữ, ok. Rồi, ở đây nó hiện có em là cái phiên bản 2023 nha, phiên bản 2023 nha. Rồi, ok. Các em nhìn đây, đây là cái phần open. Open, thầy chỉ khá là kỹ, bởi vì chúng ta đều là những người mới bắt đầu hết. Hồi đợt trước, các lớp trước thầy bỏ qua hết, xong rồi cuối cùng các em ấy họ lại quên mất những phần và họ quay lại. Đầu tiên là chúng ta có thể open file được, assist set được, một cái explore sample drawings. Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta làm những thường, mở nó lên từ file thôi, ok. Rồi cái nữa là new, là một cái bản vẽ mới hoàn toàn. Chút nữa thầy sẽ bấm cho em coi. Mới hoàn toàn luôn nha các em nha. Rồi, ở đây là cái phần Autodesk Doc. Thì ở đây nó sẽ kết nối với cái tài khoản Autodesk của em, và nó link với cái phần desktop connector này, có nghĩa là nó sẽ link ở trên máy của em tất cả những file gì tụi em có thể lưu trữ trên đó. Đó là cái phần đó. Cái phần learning này nó hay nè. Nếu như các em có tiếng Anh thì các em sẽ học như thế này. Đó, các em thấy không? Tất cả những cái file của nó đều làm cái gì? Có nhiêu? Có 2 phút, 3 phút, 4 phút. Chính vì vậy mà cái phần mà thầy dạy các em đây nè, thầy mở cho các em ở đây. Cái file mà cái YouTube mà thầy mở cho các em ấy, thì các em nhìn nè, thầy cũng cố gắng thầy làm những cái clip nó rất là nhỏ, cái đoạn khá là ngắn, nhưng bởi vì làm từ đầu tiên đó các em, cho nên nó cũng chưa được hay lắm, nhưng mà thầy làm biến thì quay lại lắm. Cho nên thôi coi như đó, thì trong này nó có đầy đủ cho các em này ha. Tất cả mọi thứ chỉ đâu đó khoảng nhiêu 4 phút thôi. Rất là ngắn. Bây giờ thầy học theo bọn nó đấy. Chứ thực sự ra mà ngồi, trời đất ơi, còn 5-7 hay là 45 phút có chắc ngủ hết trơn, có đâu mà coi. Đúng không? Đấy. Toàn bộ những cái lên này nó dạy cho các em đều miễn phí, gọi là free hết toàn bộ nha. Yeah, đó là phần lên. Còn cái My Insights nó là gì? Nó là cái gì? Nó giống như cái AI trong cái điện thoại á. Các em tưởng tượng cái điện thoại đúng không?
tụi em xài cái gì thường nhiều thì nó sẽ nhắc cho các em cái đó lên. Thì ví dụ như vô, nó vô này, nó vô nó sẽ search những cái lệnh trong cái két thầy vẽ ha, nó sẽ search trong cái két của thầy vẽ thì nó sẽ show ra được là những cái lệnh gì, những cái lệnh gì mà thầy hay xài, rồi nó chỉ cho thầy luôn, nó sẽ nhắc cho thầy, nó nhắc cho các em luôn đó. Cho nên đây nó giống như cái phần bên trong những cái giống như là nó đã tích hợp sẵn rồi, nó nhắc lệnh thế, cho nên là nó gọi là phần insight, nó phần bên trong của riêng cá nhân các em. Còn đây là cái tin tức online, và cái nữa chúng ta sẽ dài AutoCAD Mobile App, và cái nữa là AutoCAD Web App các em nha. Nếu chúng ta cần chúng ta cứ mở lên xài. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở lên đầu tiên, chúng ta sẽ mở lên đây nha các em nhanh nè. Đầu tiên là AutoCAD đó 2023 thì nó chưa có gì hết nha. Nhưng bây giờ chúng ta mở lên, thầy chỉ game là mở lên nè. Chúng ta sẽ mở lên. Ở đây có hai cách. Thứ nhất là tụi em có thể mở new cũng được, hay chúng ta mở đây cũng được. Chúng ta new này đi. Cái này là open nha. Chúng ta sẽ chuyển cái sản open from web and mobile. Chúng ta sẽ mở được nha. Rồi chúng ta mở nè. Bập new. Đó, đây. Nó hiện lên một cái màn hình như thế này. Nó sẽ có nhiều thứ. Cái thứ nhất đây là những file có sẵn mà chúng ta đang học ở phạm vi 2D, thì các em sẽ chọn nó là AutoCAD DWT ha. Còn chúng ta giờ bụp dùng phát bụp. Yeah. Rồi, thấy chưa. Tất nhiên giao diện của các em nó không được như này đâu. Cái con chuột này nó không được đâu. Để thầy sẽ nói sau. Bây giờ các em nhìn nè. Trên đây là các cái thanh công cụ, các cái ribbon mà nó show ra cho các em coi. Đó, các em thấy không? Bây giờ nha. Đầu tiên em nhìn thấy không? Cái dãy bên này thì để em nè. Đó, cái dạng này để em đây. Cái đằng phần này là phần 3D, mình sẽ chuyển qua Wrapping, hoặc đây là phần vẽ và ghi chú gì đó. Thì kệ nó, thì để em bình thường. Ở đây phần share có nghĩa là tụi em vẽ rồi, nhưng mà ông sếp của mình ổng không có két. Đó, không lẽ nói anh muốn xem bài của em dễ, anh phải cài két vô hả? Lỡ ổng đang đi du lịch thì sao? Bởi vì sếp mà, giám đốc mà. Cho nên mình sẽ share nó qua dạng web. Đấy, mình share nó dạng web một cái đó, để làm gì mình cho người ta coi. Ví dụ vậy, đó nha. Đó là cái share về sau này. Nhưng mà phải đăng ký tài khoản cơ bản. Tiếp tục là cái tên của bản vẽ, thì em thấy không? Này là cái gọi là cái tên, cái năm của cái két của các em rồi. Cái đây là Drawing 1. Thì nó có nghĩa là cái tên ấy, bây giờ mình sẽ lưu. Trước khi làm gì hết mình phải lưu cái đã. Lưu thì chúng ta có thể bấm vô đây. Chúng ta share, hoặc chúng ta share cái nó tên. Chúng ta đã share thêm một cái file khác khi mà đã có file rồi. Bây giờ chúng ta share nè. Bụp. Đấy, thì nó sẽ hiện lên. Các em sẽ share nó ở đâu? Thầy muốn share nó trên desktop. Thầy muốn share trên desktop đây. À, ví dụ như đây. Lập két AutoCAD miễn phí. Lưu ý, no đánh tiếng Việt tất cả các file từ sau này trở đi. Tất cả những cái gì các em lưu trên máy tính thì làm ơn đừng gõ tiếng Việt, chúng ta chỉ gõ tiếng Anh không dấu. Ok không? Hiểu không? Rồi, chúng ta sell một phát. Sell. Này là tháng 10. Đây, tháng 10 2024. Ok. Sell. Ủa, xin lỗi, này tháng 11 rồi. Ờ, mình bắt đầu tháng 10 mà. Thôi kệ đi. Sell một phát. À, tụi em nhìn nè, thấy không? Nó show lên rồi nè. Đó, như vậy là chúng ta đã lưu được rồi đó. Bây giờ mỗi bước dễ, chúng ta bấm Ctrl S trên bàn phím. Ok chưa? Nên bây giờ chúng ta show lại cái phần bài học của thầy. Chúng ta sẽ nhìn này. Đây. Đây là một cái giao diện mà của thầy tùy chỉnh. Của thầy tùy chỉnh thôi, cho nên nó show là như thế này. Nó màu sáng, còn cái kia nó màu tối vậy thôi mà. Cái 2021 ngày xưa thôi. Đây, rồi bây giờ này tụi em show lên nè. Đây là cái phần mà các em sẽ vẽ bất tất cả những cái gì nó có. Để thầy show, thầy mở lên một cái bản vẽ cho em coi nhé. Đó, thầy mở một cái bản vẽ nào đây. Đây. Về hạ tầng đi, thì em coi chút. Nhìn thôi chứ rối cái đồ hình lắm. Thầy nhìn mấy cái này thầy còn rối cái đồ hình mà. Đấy, hay gửi màn không? Em thấy. Đây là một bản vẽ nó hết. Nó là bố trí chung một cái cầu. Cầu này tụi em đi vậy đó, xin Sài Gòn á. Hai thầy em thấy không? Thì nó, tất cả những cái gì mà tụi em vẽ nó sẽ show ở đây. Nó sẽ hiện ở đây hết. Đó, nó sẽ hiện ra đây. Thì những cái gì chúng ta vẽ vô thì nó hiện ở đây. Rồi, sao? À, cái thứ nhất. Cái thứ hai. Đây là cái trục tọa độ XY. XY. Ok. Ok. Chưa. XY. Thì nó đang chạy theo các em như thế này nè.
thì kệ nó, chúng ta cứ để bình thường thì nó không sao hết. Rồi nếu chúng ta muốn chuyển cho nó về thì OCS chúng ta có thể chuyển nó về một góc cũng được. Đấy, nhưng mà thôi chúng ta để im nó đi, cho nó chạy, chúng ta đừng chỉ, từ từ thì chỉ sao. Bây giờ này, trên này nó là cái thanh để các em vẽ nè, các em thấy không? Đây, Raw đây là các cái lệnh vẽ, cái gì nó không có hết á. Các cái lệnh hiệu chỉnh, giống như thầy nói lúc nãy theo cái link của thầy á. Tiếp tục tới cái phần ghi kích, ghi chú, ghi kiểu chữ các cái layer ở đây. Và cái nữa là cái phần các cái layer, và cái nữa là chúng ta sẽ ghi, chúng ta sẽ đánh về cái kiểu nét, đường nét, kiểu chữ vân vân. Thì chúng ta chung quy lại, chúng ta có ba dạng. Thứ nhất là vẽ, thứ hai là hiệu chỉnh, và thứ ba là đường nét và kích thước. Vậy thôi, chúng ta có ba cái mục tiêu các em cần phải biết nha. Tất cả những cái này nữa thì đây các cái thanh tab thôi. Chúng ta có nhiều thứ, chúng ta có nhiều thứ để chúng ta coi. Thì chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ từng bước, nhưng trong phạm vi như thế này, thầy sẽ show cho các em về cái phần home. Tất cả mọi thứ đều show đây. Được chưa? Vậy thì để vẽ này, tụi em nhìn nè, tụi em nhìn cho thầy nha. Trước khi vẽ thì làm ơn chúng ta không cần đụng gì ở đây. Em con trỏ chuột của các em này nha, thầy sẽ show lại, thầy sẽ pin cái của thầy lên cái màn hình này cho các em coi nè. Everyone luôn. Đây các em nhìn nè. Em nhìn đây là con chuột của thầy nha, con chuột nha. Nhìn mắt. Đây là cái tay trái. Cái tay trái của thầy. Thì cái quy tắc của tụi em là chúng ta sẽ vẽ bằng hai tay. Hồi xưa thầy đi dạy cái trung tâm ở Tinh Học Ngôn Ngữ Đồng Nai, thế là hỏi thầy: "Ôi thầy ơi, em có thể vẽ kép không cần chuột được không?" Ok, nghe hợp lý á. Nhưng mà cái thời đó thì thua, nhưng bây giờ có một cái số phần mềm nó cho tụi em, giống như cái phần Ghibli thầy chỉ trên YouTube, thầy có là vẽ bằng khẩu lệnh. À, có nghĩa như thế này. À, cầm con chuột quẩy một phát vậy nó sẽ lên cái lệnh. Đó, chúng ta sẽ cần như vậy. Chúng ta không cần chuột nữa, chỉ cần xài bằng cái tablet cũng được, chúng ta quẹt một phát cái nó lên. Chúng ta vẽ bằng cái chữ thì nó lên được luôn. Còn bây giờ mới làm được, ngày xưa thì thua. Đây, tụi em nhìn nè, quy tắc của thầy nha, thầy sẽ chỉ cho tụi em trong cái lớp học này. Đây, quy tắc. Đó, quy tắc. Ha. Thì tụi em thấy nha, sử dụng ba ngón thôi. Chứ không phải hai ngón nha. Ngón là gì biết không? Ngày xưa ta kêu là hai ngón là móc túi á. Chúng ta chỉ xài ba ngón nha, chỉ xài hai ngón nha. Ba ngón này cho thầy nè. Ok. Và cái nữa là chúng ta ôm con chuột. Tối nay đứa nào mà mới học két thì giờ ôm chuột cho thầy nha. Ôm con chuột ngủ luôn. Sờ nó giống như sờ người yêu á. Sờ riết khi nào mà thấy yêu cái con chuột này là học két được. Còn nếu như không yêu thì thua. Không yêu thì thua. Ok. Thì cái tay này nè các em, cái ngón này nha. Cái ngón trỏ này chúng em dùng để gõ lệnh. Tụi em gõ lệnh. Đừng có kích sẵn cái này, mặc dù trên này nó có, nhưng xin thưa đừng. Như vậy nó chicken lắm, đừng gõ này, nó chỉ là những con gà thôi. Ok. Chúng ta đã học qua lớp thầy Trung rồi mà. Thì sau cái lớp này chúng ta sẽ trở thành những professional về AutoCAD. Chúng ta nói chicken nha, chúng ta gõ này, gõ. Pup. Mặc dù chúng ta đang mổ cò ấy, chúng ta gõ thôi nha. Ok. Rồi tiếp nào. Chúng ta sẽ xài cái ngón này, cái ngón giữa này này. Dùng để gõ, bấm lên cái phím ESC. Đây cái phím này này. Bấm cái ngón này liên tục à. Đó, nghe đã không? Đấy. Cho nên đứa nào mà xài phím, mua con phím rời về, xài laptop mua phím rời về gõ cho nó đã. Pup. Nghe thấy đã không? Đấy, nghe đã nha. Ngày xưa thầy làm đồ án á, thì thời đó không có laptop. Thì thời năm 2005-06 thì không có. Tới năm 2008 thầy mới có duy nhất một cái con laptop. Thầy nhớ mãi là lúc đó là quyết tâm là phải hy sinh cho con đi học. Cho nên là cả nhà mới bán hai con bò. Thì lúc đó mới đủ được mua một cái đeo. Cái đeo đầu tiên lúc đó nó ra, góp thêm nữa là đâu đó khoảng 16 triệu năm 2008. Nhưng nó kinh khủng không em? Còn lại là xài máy bàn. Máy bàn lúc đó lắp một máy bàn cũng 22 triệu. Mua từ Quy Nhơn mà chở vô đây. Trời đất ơi, nó kinh khủng. Nhưng mà cũng nhờ đầu tư như vậy cho nên là cũng biết được chút ít. Bây giờ mới chỉ lại tụi em này ha. Rồi sau đó các em gõ cái này. Gõ này. Gõ pup, gõ phím ESC. Gõ cái phím Space. Gõ phím Space. Bởi vì trong AutoCAD thì cái gõ cái phím Space và cái phím Enter này như nhau. Nhưng mà tụi em với cái tay tới tụi em gõ cái phím Enter nó lâu hơn. Cho nên thầy chỉ các em dùng cái này để gõ phím Space. Nhìn thầy gõ, nghe thầy gõ nè. Đó, đã không? Nghe thấy ghiền không? Hai cái ngón này gõ lệnh nha. Ngón này gõ lệnh nha. Cái ngón này dùng để bấm nút ESC để thoát lệnh. Và cái này dùng để gõ phím Space. Các em nhìn thầy làm nè. Nhìn thầy làm nè. Đây. Nhìn này ha.
gõ lệnh, đấy, gõ lệnh, gõ lệnh, gõ phía spacecraft, bập, đấy, coi như nó ăn lệnh rồi, nó ăn cái lệnh rồi, nó nhận cái lệnh của tụi em rồi đó, ha. Rồi bây giờ nếu bỏ thoát qua thì bấm gõ này, ESC, bỏ vào đây. Đó, đó là cái mà thầy muốn chỉ, không phải ai cũng xài này đâu, phải theo từ đầu. Bởi vì tụi em là trẻ, tụi em còn còn nhỏ thì tụi em lên theo từ đầu như vậy. Sau này tất cả những cái gì chúng ta đều theo từ đầu vậy nó dễ. Nó dễ. Cái chứ nói thôi chứ sau này ví dụ qua Revit thì tụi em phải xài cái gọi là gì ta, các cái lệnh trực tiếp trên màn hình rồi nó quá nhiều. Hai đây nè, một, hai và ba, EC nhớ giùm thầy nha. Rồi cái con chuột này nó cũng lợi hại lắm. Ngày xưa thầy đi học cái con chuột ngày xưa nó không có cái con lăn. Tụi em thấy con lăn này không? Ý trời ơi nó lợi hại lắm. Cái ông nào phát minh ra cái con lăn này ông cứu rỗi anh em két. Cực kỳ khủng. Thầy nhớ mãi cái năm 2006 thầy đi thi chỉ duy nhất có một thằng nó gom được 250.000. Thời đó một dĩa cơm đâu đó khoảng 5.000 mà nó gom được 250.000. Nó mua cái con chuột này nè. Nó mang đi thi két. Thấy ghê hồn không? Còn anh em này chỉ về xài con chuột bi á. Cái thời đó chắc bây giờ nằm trong viện bảo tàng hay sao không? Thầy không hiểu là tụi em có hình dung được hay không? Một số bạn lớn tuổi thì biết chứ còn chắc bây giờ chắc thua cái con chuột mà nó không phải cái laser này đâu mà nó còn lăn bi á. Trời đất ơi nó còn lâu cà rịch rất là khó. À. Cho nên cái lăn này nó ghê lắm. Rồi chúng ta mở lên nè, chúng ta mở lên. Bây giờ thầy sẽ mở lên bản vẽ này luôn. Tụi em nhìn nè. À khi mà em đè vô cái cục lăn chính giữa này, đè vô. Thấy bàn tay không? Cái này đang lệnh ban. Cái lệnh ban. Đó, lệnh ban. Thì nếu như không có con chuột này rủi, rủi con chuột của em nó hư, đi thi mà nó hư thì sao? Người ta gõ lệnh B. Enter. À, thì nó ra cái ngón bàn tay. Đúng không? Rồi bấm EC thoát đi. Đó. Là cái cách bấm EC thoát đi là xong. Đó. Tiếp tục này. Tiếp tục. Chúng ta sẽ có đè vô này, lắc qua lắc lại. Đè vô cái lắc qua lắc lại. Thì ví dụ thầy muốn coi cái chỗ này. Thì thầy phải kéo qua đây giữa màn hình đúng không? Thầy zoom lên này, thầy zoom bằng cách thầy đẩy cái con trỏ, cái con lăn chuột tới này. Đó, đẩy thấy không? Đẩy tới đây, đây nào. Thầy kéo ngược lại, kéo ngược lại này. Ủa gì kìa? Ồ đây đây. Kéo ngược lại. À, thấy chưa? Là nó zoom in và zoom out các em nhé. Zoom in thay vì chúng ta gõ lệnh như thế này này. Nó lâu lắm. Thầy thôi mình kéo lại. Tối nay chỉ nhiều đó thôi nha. Đè vô đè qua, đè đẩy qua, đẩy qua, đẩy qua. Zoom tới. Nhưng cái bí kíp nè, đây mới là bí kíp nè. Đây mới là bí kíp nè. Tôi lỡ rằng á, tự nhiên đang để cái đứa nào cho nó zoom tới luôn. Ui, giờ biết đâu mà tìm. Không lẽ tôi ngồi tôi lăn lại tất cả buổi hả? Lâu lắm thấy không? Thấy thầy lăn lâu không? À, thì cái bí kíp như thế này nè. Bí kíp đây, đây chứ không phải ai cũng biết không ạ. À, thầy chỉ như này, nhấp đúp cái con lăn đó hai lần, nhấp đúp hai lần nhìn nè. Píp píp píp. Nó ra nè, thấy chưa? À, chúng ta nhấp đúp nó hai lần thì nó sẽ show lại cho em cái màn hình chính của các em đúng không? Đó, đó là thầy chỉ. Bữa trước thầy dự một cái webinar của bọn nước ngoài, nó chỉ một cái tip để chúng ta xài két. Thì nó không có chỉ như thầy mà nó bấm vô đây nè. Ý, thì nó ra. Đấy, nó ra cái món này. Ồ, nó show ra hết. Nhưng vậy nó lâu lắm. Tự nhiên ta đang xài cái này ta lết chuột ra ta bấm lâu lắm. Còn lâu hơn mấy gì nó bụp bụp bụp. Xong nó sẽ hiện ra ngay từ đầu cho các em. Hiểu không? Cái bản vẽ này tụi em không thấy nhưng mà nếu chúng ta xài một bản vẽ khác thì các em sẽ thấy được. Vậy nó là gì? No. Thôi, cái này nó to lắm, khỏi xài đi. À thì chúng ta nhấp đúp hai lần thì nó sẽ show lại hết tất cả những cái gì màn hình chính của em, nó sẽ zoom lại một phát. Đây, nhớ giùm thầy. Nhấp đúp hai lần nha. Nếu không là thua đây. Cái đó mới nhanh. Muốn dễ nhanh thì phải có bí kíp. À, bí kíp đầu tiên. Ba ngón ôm con chuột và chúng ta vẽ đúng không? Chưa xong này, tạm dừng thôi chứ chưa đâu. Rồi vậy thì bây giờ này, để vẽ thì chúng ta làm sao? Chưa vẽ được làm gì vẽ được, để biết gì đâu mà vẽ đúng không? Này chúng ta show lên. Bây giờ nè, chúng ta sẽ cài đặt cho két. Tất cả các người muốn vẽ nhanh thì phải ta cài đặt. À, các em thấy không? Cái két của tụi em, cái hai con trỏ chuột này. Đây là con trỏ chuột nha. Em thấy không? Con trỏ chuột này. Và hai cái sợi mà xéo nhau vậy, nó gọi là sợi tóc. Cái sợi tóc của két của em nó ngắn lắm. Của thầy nó dài chà bá, nó dài full màn hình luôn mà, đúng không? Đấy, thì làm sao để chúng ta cài đặt cho nó như vậy? Rồi, thì cái đầu tiên thì các em gõ cái lệnh như sau. Tụi em gõ cái lệnh như sau. Đây nha. Chúc thầy sẽ copy cái món này cho đây. OB Enter và sau đó hiệu chỉnh. Đó, OB Enter và sau đó hiệu chỉnh.
Thì như sau, chúng ta sẽ làm như sau. OB Enter, nhìn nè, nhìn thầy gõ nè. OB, gõ phía space cái nó hiện lên. Đó, nó hiện lên kinh hồn không? Ừ, nó hiện lên nha. Thì từng cái tab như thế này nè, thầy sẽ chỉ các em để các em hiểu. À, đầu tiên là cái file, chúng ta đừng có đụng vào. File này chúng ta chưa tìm hiểu. Sau này sẽ cho một cái file, gọi là cái file template, cho các em vẽ luôn về kiến trúc, về xây dựng, cho hết tất cả luôn. Cho các em vẽ đâu đó. Thầy dạy cái lớp này nè, xong có một anh ảnh thấy, anh nói thầy dạy cái này hay quá, em có một học nó khó về cái lớp của anh Trương Thế Hiệp, chuyên về kết từ thời ngày xưa thầy học rồi, từ thời đó thì khai triển kiến trúc, khai triển kết cấu, tất cả mọi thứ. Thì anh cho hết cho thầy luôn, cho một cái đĩa CD ngày xưa học cái lớp đó cũng khá là nhiều tiền. À, sau đó cho luôn, thì ít bữa nữa thầy sẽ tặng lại cho các em để các em học. Rồi cái display, display có nghĩa là cái giao diện các em. Bình thường nha các em ơi, bình thường ấy, của em nó nằm đâu đó khoảng 5, 10, 15 à. Để thầy làm lại cho em nhìn không? Thấy không? Đó, nó có ngắn vậy đó. Đó, nó ngắn vậy đó. Thì cái bất tiện của tụi em sau này tụi em vẽ nhiều là nó không nhìn được, rất là khó. Cho nên lý do làm sao thầy kêu các em cài như thế này là để chuẩn bị cho việc sau này hết. Tất cả những cái gì thầy nói trên lớp đây, có nghĩa là những cái vấn đề mà thầy đã gặp ra và thầy rút ra được, có nghĩa là những cái kinh nghiệm, trải nghiệm mà thầy rút ra được, thầy show cho các em nghe. Thế biết kinh nghiệm là gì không? Kinh nghiệm là thầy đã kinh ra và bây giờ đã kinh qua, đã trải qua rồi, bây giờ nhìn lại để thầy show cho các em coi, thầy chỉ cho các em nhanh. OB Enter. Này là tôi kéo full luôn. À, nó thằng trăm trăm nha, 100%. Bạn ơi, 100%. Nhớ nha. Tiếp. Cái phần color. Color. Này, nhà color. Thì bình thường cái đó nó màu trắng nha. Bình thường cái crosshair này, quên, đúng rồi, crosshair thì nó sẽ là màu trắng nha. Màu đen, màu trắng. Mình thử này đi, mình thử này đi. Đấy, nó thành màu vậy nè. Đó, nhưng này nó rất là rối, cho nên thầy muốn cho các em chỉnh lại một chút cho nó mờ mờ một xíu, để cho nó dễ. Nó dễ nha. Nó dễ này. Nó dễ thì thầy để đây. Thầy chỉnh nó một cái nét ở đây thì nó thường nó sẽ nằm ở cái dạng index này. Nó nằm ở 251. Nó đen như này thì nó trùng với cái màn hình, mà nó như thế này thì nó mờ. Ok, nó quá đẹp. Đây nó có cái màn hình này, cái phần này nè. Cái uniform background nè. Background này tụi em có thể chọn màu khác cũng được, nhưng mà thôi, không lý gì. Tự nhiên cha con nó nghiên cứu từ năm 82 tới bây giờ, nó đều để cái nền trắng, nền cái sợi trắng trên cái nền đen hết. Người ta có nghiên cứu hết rồi, cho nên cứ để im vậy đi. Rồi sau đó trong này chúng ta để im, để im hết. Tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh nút này và color này, chúng ta vô chọn crosshair nha. Chọn cái này, màu này cũng được, hoặc để im cái như nãy cũng được, để im mặc định nó cũng được, không sao hết. Nhưng sau này tụi em vẽ ít mà, sau này đi làm đi đổi sau. Cái thẻ tiếp theo là cái thẻ Open and Sell. Cái này quan trọng nè. Nhiều ông đi làm xong không để ý cái này. Nguyên tắc nha, nguyên tắc cái thằng 2023, tất cả những cái kép như cái nào thầy không biết, nhưng mà khi tụi em lưu thì nó sẽ lưu xuống còn mấy đời. Ví dụ như cái mà mặc cái mới nhất của thằng 2023 nó lưu xuống này là 2018. Tại khi mà tụi em để ở đây thì có nghĩa là sao? Kép thấp nhất là năm 2018 mới đọc được cái file bản vẽ này. Tụi em hiểu không? Đó. Cho nên thôi mình chọn luôn. Bây giờ cái củ chuối nhất như thầy nói là 2007 rồi. Mình để 2007 luôn. Thì tụi em có mang ra ngoài tiệm in đi nữa, tiệm in, tiệm photo thường đó là nó xài máy chung, cho nên những cái phần mềm này nó chỉ in ấn thôi, nó không có vẽ. Vì vậy thường nó chỉ cài 2007 hoặc 2010 là hết. Hết đó, không còn nữa. Cho nên mình thôi mình để 2007 đi. Chứ nhiều ông mang ra cái tự nhiên để im không biết chỉnh chỗ này nè, quên mất chỉnh chỗ này luôn, cái để 2018, mang ra ngồi tiệm cái khóc, ú thầy ơi bây giờ làm sao để cứu, cái gì đâu, gửi qua đây thầy lưu lại file xong rồi thầy gửi qua thôi. Ú, như vậy mà cũng nhiều người không biết, bởi vì mình không có va chạm đâu mà biết, cái này trải nghiệm mới biết được, đúng không? Cái nữa là cái automatic sale thì cứ để lại 10 phút, để 10 phút chúng ta lưu tự động 10 phút, nhưng trong quá trình vẽ các em thường xuyên, nhớ nha. Rồi tiếp tục cái phần in ấn và public này chúng ta để im, không cần gì hết, system này chúng ta để im. Ở đây cái thằng cái user, cái reference này, cái này là cái thằng cái này để im luôn, để từ từ chúng ta xài tiếp. À, này nó sẽ để tụi em ít, tụi em kéo lên giữa này cho thầy, kéo lên ở giữa này cho thầy luôn, kéo lên giữa cho thầy nha. Rồi tiếp tục cái 3D modeling. Thế đây chúng ta không cần làm gì hết, chúng ta để im. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn phần selection này.
selection chúng ta kéo này lên một nửa, kéo lên một nửa trang hết cho thầy. Là xong, là xong, là xong. Từng bước như vậy. Rồi chúng ta mới vẽ. Sau đó chúng ta mới vẽ nha. Chứ tự hứng vô cũng được đâu đó. Ok chưa? Ok. Rồi, phê chưa? Nghe thấy khó quá. Mới vô mà thầy chỉ thấy khó đúng không? Đó, hôm nay chỉ cần làm quen giúp thầy bao nhiêu vậy thôi. Chỉ cần làm quen giúp thầy bao nhiêu vậy thôi. Cài ra được thằng kép. Mở nó lên, lưu nó lại. Xài ba cái ngón này trước. Ôm cái con chuột tối nay, sờ con chuột, sờ con chuột, sờ con chuột hết cho thầy đi. Thì tụi em sẽ ok. Đừng có ép mình, đừng có ép. Phải yêu thích nó, phải từ từ đến với nhau. Cái gì cũng vậy, hiểu không? Đi cưa cẩm mấy em thì cũng như thế, phải hết sức bình tĩnh. Chuyện gì cũng ra đâu ra đấy, phải từ từ. Đừng có làm ghê quá người ta sợ. Mới buổi đầu mà thầy vô thì quất 3 tiếng đồng hồ chắc nghỉ hết trơn luôn. Rồi ok, chúng ta 40 phút rồi, ngừng, không học nữa. Đấy, level như này hết rồi, 7 rưỡi rồi đó. Mấy đứa ở Sài Gòn thì xách xe ra đường đi. Đi với em Út đi. Hôm nay mình học được 40 phút rồi. Mình ok quá, mình cảm thấy happy quá. Bây giờ mình hẹn hò đi. Bao nhiêu thơ nó sẽ tuôn chảy cho tụi em. Cưa cẩm cho nó dễ nha. Ok. Rồi, thấy như vậy nó có phù hợp hay không, được hay không? Nếu được thì ok ok một phát đi cho thầy một chút trên cái phần chatbook. Rồi sau đó các em nghĩ thầy sẽ create nó thành một cái video, thầy sẽ chuyển lên. Đừng có vội chứ em, đừng có vội. Bởi vì thầy vẫn ở đây, lớp thầy vẫn dạy bình thường. Rồi, cho nên các em đừng có lo, các em đừng có bị cưỡng ép. Cưỡng ép không hạnh phúc nhé. Ok. Rồi thôi, bye bye mọi người. Đừng có ráng, chỉ tới đó thôi. Ok. Thầy rất là vui mà khi mà các em tham gia đấy. Cho nên thôi, bye bye mọi người. Bye bye. Như vậy thôi. Rồi.